Mời bà về anh Tài. À, mời quý cô bác anh chị em xem anh Mã Văn Tài thổi sáo bằng lỗ mũi, bài Lý Con Sáo kết hợp với anh Thọ Đần Sến. Mời mọi người xem và theo dõi nha. Chắc chắc thêm một cái đoạn Lý Chiều Chiều hả? Lý gì đó anh Tài? Lý Chiều Chiều. À, Lý Chiều Chiều. Vậy đó, ráp lại cái kia cái đầu không được thì bỏ cái tiếng kia. Vậy mình sáng lại cái đầu không được mình làm đó. Hay hả chú? Rắp rắp rồi.